Thưa quý vị, bãi rác Thành Công, phường Trung Liệt, quận Đống Đa từng là một trong những điểm nóng phức tạp về ma túy của thành phố Hà Nội, nhưng với sự quyết tâm của chính quyền địa phương và lực lượng công an cơ sở, từ đến nay, địa bàn đã có nhiều đổi thay đáng ghi nhận. Với đặc điểm nhân khẩu tại đây hầu như là tạm trú, chủ yếu từ các tỉnh ngoài đến nên các đối tượng thường chọn địa bàn này để mua bán và sử dụng ma túy, thậm chí rất công khai gây bức xúc trong dư luận nhân dân và đã khiến cho công an phường gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, cùng với các biện pháp nghiệp vụ được thực hiện thường xuyên liên tục lực lượng chức năng đã triệt phá rất nhiều đại lý chuyên cung cấp lẻ ma túy ngoài ra công an phường trung liệt còn đến từng hộ dân tại phường để vận động ký cam kết tuyên truyền phòng chống tội phạm ma túy và các tội phạm khác tính đến thời điểm hiện tại tội phạm về ma túy tại bãi rác trung liệt đã được kiềm chế tình hình an ninh trật tự có nhiều chuyển biến tích cực không còn tình trạng con nghiện xuất hiện tụ tập không còn việc mua bán ngang nhiên công khai trắng trợn giúp giữ vững ổn định an ninh trật tự